Bà đi đâu không đi vào nhà, cứ đi loanh quanh như này té ngã giờ. Ba. Thầy ơi. Thầy. Ta cổng đứng xem thầy cái xem nào. À đang khăn chụp ở. Đâu khăn có khó khăn chưa? Đưa nón bảo hiểm cũng được. Bà đi khéo tệ ngã đấy. Thầy ơi, bà chồng chú thầy, khăn chụp đôi cho con mượn thầy cái này khuyên gì, khăn chụp là lệ là khuyên. Thế chúng mày kệ gì? Đu hỏa khuyên sinh. Chúng để biết nhà mình... Nhiều thầy. Rất nhiều hoa, mà hoa lại còn đẹp nữa chứ. Cũng rất nhiều hoa. Cũng một gốc cây này, mà làm sao mà gốc cây này thì hoa khác này, mà gốc cây này là hoa khác. Thấy chuyên gia rồi. Ghép rất đẹp. Ôi. Thầy Dũng. Mõ đâu? Thầy. Thầy ạ. Bà gọi đi. Xong quay cái nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì đang phát ở đây. Quá thanh bình và đẹp. Thằng nào đây? Lấy về Dũng quay không? Đi đâu về đấy? Hả? Đi chơi. Đi chơi nhá. Thế không đi học à? Đi học về rồi à? Mình chia sẻ sẵn cho thầy chưa? Chưa. Chưa chia sẻ được, chút nữa mới chia sẻ được. Quá đẹp không? Đứng đó đi. Quá đẹp sông nào. Nhảy xuống luôn. Nhảy xuống. Nào 1, 2, 3 là nhảy nhá. Về coi nấu ăn thế nào. Chú Kiên chú đang nấu ăn mà một mình đang làm, về coi chú đang nấu cái món gì. Chuối xanh xào với ếch. Chuối xào ếch mà không ngon, chả ngon cái gì ngon. Chả có gì ngon thật. Chuối xanh này ở quê nó mới lắm nhựa. Nó phải chát, chuối chát. Có mấy cây hoa quá đẹp luôn. Toàn con hoa ghép vào cái gốc gáo làm sao nó mạnh nhảy. Nó khỏe à? Cây hoa giấy trắng kia mà chú cũng là gốc gáo để chú ép ra sao? Đúng không? Mà hoa giấy nó lên kinh nhỉ.
Rồi hoa lan cũng rất nhiều luôn. Hoa lan cũng quá rất nhiều luôn hoa lan. Quá nhiều hoa lan luôn. Bây giờ xin kết thúc video đây nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào.